Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BON TV 57.3. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2012. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Pháp Quốc chuẩn bị bầu tổng thống tin từ Paris. Ngày mai sẽ là ngày bầu cử tổng thống vòng nhì. Nhiều người Pháp cho rằng hai ứng cử viên sẽ có số phiếu xích soát nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng đầy xúc động, nói rằng chiến thắng của một người xã hội có thể đưa nước Pháp đi theo vết chân của Hy Lạp. Kết quả thăm dò trong hai ngày qua cho thấy ông ta đã rút ngắn khoảng cách đối với đối thủ của ông đang dẫn đầu. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ông Hollande chỉ còn dẫn đầu 4 điểm. Nhiều người Pháp không loại trừ khả năng chiến thắng của ông Sarkozy vào ngày Chủ nhật. Một người nói, ông Sarkozy còn có nhiều cơ hội thắng cử, còn đang có rất nhiều người chưa quyết định và họ có thể quyết định bỏ phiếu cho ông ta. Ở thành phố Thule, là thành phố quê hương của ông Hollande, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên từ vùng Corrèze của họ sẽ trở thành tổng thống Pháp. Nếu ứng cử viên đảng xã hội chiến thắng, thì đây là vị tổng thống thứ nhì xuất thân từ vùng Corrèze. Tổng thống Jacques Chirac cũng xuất thân từ vùng này, nằm cách Paris khoảng 5 giờ lái xe. Sơ lược hồ sơ về hai ứng cử viên tổng thống Pháp. Tổng thống Nicolas Sarkozy bước vào cuộc chạy đua năm 2012 với một hồ sơ lý lịch cao nhất và là một tổng thống gây tranh cãi nhiều nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Với những người ủng hộ, ông ta là một nhà chính trị cương quyết, sắc bén, đã đưa nước Pháp vượt qua giai đoạn khủng hoảng và chiến tranh. Với những người chỉ trích, ông ta là vị tổng thống có phong cách độc tài, kiểm soát đến những việc rất nhỏ, đã làm chia rẽ và thiệt hại xã hội. Tuy nhiên, cả hai phe đều đồng ý rằng người được gọi là siêu tổng thống hay là tổng thống bling bling là người rực rỡ, nhiều màu sắc nhất trong số các nhà lãnh đạo Pháp. Phong cách hào nhoáng của ông ta cách biệt hẳn với những người lãnh đạo khác đối với đối thủ là François Hollande. Ông Sarkozy đã trở thành một thiên tài chính trị khi bắt đầu sự nghiệp với chức thị trưởng của một vùng ngoại ô giàu có của Paris trong đầu thập niên 1980. Trước khi được bầu làm tổng thống, ông ta được coi là cánh tay mặt của thủ tướng Edouard Balladur, nắm giữ ngân sách, kiêm phát ngôn viên của ông Balladur và trong một cuộc ứng cử tổng thống không thành công. Trước khi được đắc cử năm 2007, ông Sarkozy đã hai lần làm bộ trưởng nội vụ và một lần làm bộ trưởng tài chính trong chính phủ của tổng thống Jacques Chirac. Qua cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5 năm 2007, ông Sarkozy đã trở thành vị tổng thống thứ 6 của đề ngũ Cộng hòa Pháp. Vài ngày sau khi nhậm chức, vị tân tổng thống Pháp đã phải rơi lệ vì bà vợ Cecilia đã từ giã, bỏ ra đi với người tình cũ. Nhưng chỉ sau 2 tháng sau thì Sarkozy đã bắt đầu hẹn hò với siêu người mẫu Carla Bruni ở Ý. Hôn lễ được cử hành trong mùa hè. Đời tư của tổng thống Sarkozy đã làm cho nhiều người Pháp không hài lòng. Chỉ một năm ngồi ghế tổng thống Pháp, thế giới diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều ngân hàng cần chính phủ cứu nguy để tránh sụp đổ, đưa nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Sarkozy tin tưởng sẽ được tái cử. Nhưng tiếp theo cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khu vực đồng Euro lâm vào cuộc khủng hoảng nợ. Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã làm việc với nhau để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ đã làm cho mức chấp thuận đối với Tổng thống ngày càng xuống thấp. Trong thời gian cầm quyền, chính phủ Tổng thống Sarkozy đã đưa ra luật cấm đeo khăn che mặt làm cho các quốc gia Hồi giáo bất mãn. Và trong năm 2010, chính phủ Sarkozy cũng đã gặp chỉ trích của các tổ chức nhân quyền khi quyết định trục xuất người Romania về nước, dù rằng Romania là một nước thành viên của Liên Âu. Còn về ông François Hollande, thì nếu kết quả của các cuộc thăm dò chính xác, thì ông François Hollande, 57 tuổi, sẽ được trở thành Tổng thống Pháp. Phía đối lập cho rằng, ông ta là một người buồn cười, chỉ biết làm việc với đám đông, với thị trường và hội chợ, là một nghị viên không thể trở thành tổng thống nước Pháp. Ông ta được coi là một nhà chính trị địa phương, một nhân vật quan trọng trong vùng Corrèze và chưa từng giữ chức vụ gì trong chính phủ trung ương. Nhiều người cho rằng, ông ta không có kinh nghiệm để lãnh đạo quốc gia. Nguồn gốc ông Hollande ở Rouen, sự nghiệp chính trị bắt đầu với chức vụ phụ tá cho ông François Mitterrand là vị tổng thống đảng xã hội cuối cùng. Ông ta đã giữ chức đệ nhất thư ký của đảng xã hội từ năm 1997 cho tới năm 2007. Trong 30 năm, ông ta đã có liên hệ với bà Ségolène Royal, cũng là một người lãnh đạo đảng xã hội. Họ đã có với nhau 4 người con, nhưng chưa bao giờ thành hôn.
hai người đã chia tay sau khi bà Ségolène Royal thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007. Ông Hollande luôn luôn đứng sau bà Royal trong nhiều cuộc vận động, nhưng liên hệ chính trị giữa cặp tình nhân đã trở nên chua chát trong năm ngoái khi bà Royal đứng ra cạnh tranh sự chỉ định của đảng xã hội với ông ta. Nếu ông Dominic Strauss-Kahn không bị tai tiếng, thì ứng cử viên của đảng xã hội không phải là ông Hollande. Ông ta đã nhận được sự chỉ định của đảng xã hội với 56.5% số phiếu so với bà Martine Aubry là chủ tịch đảng nhận được 43.5% số phiếu. Sau khi nhận được sự chỉ định trong tháng 10 năm ngoái, ông Hollande đã đi khắp nơi trong nước để vận động và luôn luôn dẫn đầu kết quả của các cuộc thăm dò. Trong một cuộc vận động trong tháng Giêng ở Le Bourget, ông Hollande nói rằng kẻ thù thực sự của ông ta không có tên, không có mặt mũi, chưa từng đắc cử nhưng đã cai trị, và kẻ thù đó chính là thế giới tài chánh. Trong cuộc vận động, ông Hollande hứa hẹn sẽ tuyển 60.000 giáo viên, không cải cách sâu rộng chính sách hưu trí như Tổng thống Sarkozy, đánh thuế lệ tức 75% đối với những người quá giàu có. Lập trường của ông Hollande hấp dẫn những người đi làm bằng xe gắn máy hơn là đối với vị Tổng thống bling bling với đời sống hào nhoáng sặc sỡ. Ông Hollande đã dẫn đầu kết quả cuộc bầu cử vòng đầu với 28.7% số phiếu. Trong vòng bầu cử thứ nhì, ông ta hy vọng sẽ nhận được số phiếu cử tri cực tả đã bầu cho ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon, nhưng cũng đã nhẹ nhàng kêu gọi sự ủng hộ của cử tri cực hữu đã bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen. Trả lời phỏng vấn mới nhất trên đài truyền hình, ông Hollande tuyên bố nếu ông ta đắc cử sẽ có sự thay đổi cấu trúc Âu Châu, sẽ không còn tự do mậu dịch và sự cạnh tranh không giới hạn. Bom nổ trên xa lộ Damascus nhưng chưa biết rõ thiệt hại sinh mạng. Tin từ Damascus, hai trái bom đã nổ trên một con đường xa lộ tại trung tâm thủ đô Damascus và làm hư hại 9 chiếc xe. Vụ nổ cho thấy dân quân chống Tổng thống Bashar al-Assad đang thay đổi chiến thuật, dùng bom tự chế. Hiện chưa có tin tức đối với sự tổn thất sinh mạng trong vụ đánh bom này. Hiện có 50 trong tổng số 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc đang có mặt ở Syria, nhưng sự hiện diện của họ không làm ngưng tình trạng bạo động đã kéo dài 14 tháng qua. Nhiều vụ đánh bom đã diễn ra trong lúc dân quân tìm cách trả đũa những cuộc tấn công của quân đội al-Assad có xe tăng, trọng pháo và trực thăng yểm trợ. Vào ngày 30 tháng 4, một vụ nổ ở thành phố Idlib đã làm cho 9 người chết và trên 100 người bị thương, đa số là nhân viên an ninh. 3 ngày trước đó, một người đánh bom tự sát đã tấn công một ngôi đền dành riêng cho giới cầm quyền làm ở thủ đô Damascus và làm cho 9 người tử thương. Một tổ chức Hồi giáo lấy tên là Mặt trận ủng hộ nhân dân tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công Viện Văn hóa Iran ở Damascus vào ngày 24 tháng 4. Người Hy Lạp chuẩn bị đi bầu quốc hội vào ngày mai, tin từ Athens. Ngày mai, người Hy Lạp sẽ tới các phòng phiếu để bầu quốc hội. Cuộc bầu cử sớm này được coi là rất quan trọng cho tương lai của quốc gia Hy Lạp, sẽ quyết định tiếp tục thi hành những biện pháp kiểm ước cứng rắn do Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt để có thể vay tiền cứu nguy, giúp tránh vỡ nợ hay là không. Hai đảng chính là đảng Tân Dân Chủ và đảng xã hội PASOK đều chấp nhận chương trình cứu nguy, hy vọng sẽ có thể chiếm đủ số ghế để thành lập chính phủ. Hai đảng này đã thay nhau cầm quyền và bị coi là hai đảng phái phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng kinh tế quốc gia hiện nay. Theo kết quả của các cuộc thăm dò, mức ủng hộ đối với hai đảng lớn đã xuống rất thấp, trong lúc các đảng nhỏ, từ cực tả đến cực hữu, đều được gia tăng. Ông Antonis Samaras, đang lãnh đạo đảng Tân Dân Chủ, là người có nhiều hy vọng sẽ trở thành thủ tướng, tuyên bố mặc dù chấp nhận mục tiêu của chương trình Liên Âu và IMF, ông ta sẽ thương lượng lại. Đảng Tân Dân Chủ đang dẫn đầu kết quả thăm dò với khoảng 25% ủng hộ. Ông Samaras hứa hẹn giảm thuế, tăng tiền hưu trí và trợ cấp gia đình, nhưng vẫn có thể đáp ứng được mục tiêu ngân sách do Liên Âu và IMF đòi hỏi. Ông ta cũng hứa hẹn sẽ làm giảm mức thất nghiệp trên 20% hiện nay xuống còn 10% trong vòng thời gian vài năm. Đảng PASOK đang do cựu Bộ trưởng Tài chánh Evangelos Venizelos lãnh đạo, đang về hạng thứ nhì theo kết quả của các cuộc thăm dò với 19% ủng hộ. Ông Evangelos Venizelos ủng hộ chương trình của Liên Âu và IMF, nhưng tuyên bố sẽ kéo dài thời gian đạt các mục tiêu lên 3 năm thay vì là 2 năm. Và ông ta tin tưởng các nước Liên Âu sẽ chấp nhận đề nghị này. Với tình trạng không có đảng nào chiếm đa số quá bán trong quốc hội để tự thành lập nội các, thì các đảng phải thành lập chính phủ liên hiệp. Nhiều nhà phân tích nói rằng, với truyền thống chưa từng chia sẻ quyền lực, chính phủ liên hiệp sẽ khó ổn định và đưa ra những quyết định quan trọng.
trong tháng 11 năm ngoái, Đảng Tân Dân Chủ đã ngưng chống chương trình cứu nguy của Liên Âu và IMF tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời do ông Lucas Papademos là một chuyên viên tài chính lãnh đạo. Theo kết quả thăm dò, Đảng Cộng sản nhận được 8% ủng hộ, Liên minh tả phái có thể nhận được gần 12% ủng hộ. Đảng Dân Chủ tả phái do ông Fotis Kouvelis sẽ nhận được từ 8 đến 10% số phiếu. Cũng là đảng mạnh mẽ chỉ trích chương trình cứu nguy nhưng không loại bỏ việc tham gia liên minh cầm quyền nếu chính phủ thương lượng lại với Liên Âu và IMF. Phía hữu, đảng độc lập của ông Panos Kamenos hy vọng sẽ nhận được 11% số phiếu. Ông Kamenos là người ủng hộ đồng euro nhưng chỉ trích chương trình cứu nguy và nói rằng Hy Lạp đã bị đánh mất chủ quyền và bác bỏ sự hợp tác với hai đảng chính. Đảng Quốc gia Cực hữu Bình Minh Vàng sẽ có thể có dân biểu lần đầu tiên trong Quốc hội, sẽ chiếm được khoảng 5% số phiếu. Đảng này đã vươn lên sau khi tình trạng kinh tế làm cho người Hy Lạp trở nên bất mãn với người di dân. IMF và các khu vực đồng euro đang quan tâm và lo ngại đối với cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới của BWN TV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.